Trở lại cùng với quý khán thính giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Mở đầu là bản tin đến từ nước Nga cho biết là một vụ xả súng trong trường học khiến cho 15 người bị thiệt mạng. Thông tấn xã AP đưa tin cho biết vụ xả súng xảy ra trong ngày 26 tháng 9 tại một trường học ở thành phố Izvestsky, miền trung của nước Nga, khiến cho 15 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Bộ nội vụ của Nga vừa đăng trên trang Telegram nhưng sau đó xác nhận nghi phạm đã tự sát. Bộ nội vụ cho biết là cảnh sát trong ngày 26 tháng 9 đã nhận được tin báo về một vụ nổ súng tại trường trung học số 88 ở thành phố Izhevsky. Chúng tôi đang nỗ lực truy bắt kẻ xả súng. Danh tính của nghi phạm hiện nay vẫn chưa được công bố. Thống đốc của tỉnh Udmurtia là ông Alexander Bichalov, nơi có thành phố Izhevsky. Ông cho biết rằng ông đã tới hiện trường của vụ xả súng ở trường học số 88 và các lực lượng an ninh và cứu thương cũng đã được điều động tới nơi đây. Phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh, ông Dmitry Peskov cho biết là thủ phạm tấn công thuộc một nhóm phát xít mới. Các nhà điều tra cho biết là có ít nhất là 4 người lớn và 11 trẻ em đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công. Hơn 20 người khác bị thương trong vụ việc. Nghi phạm thực hiện vụ đánh bom liều mạng được cho là mặc một bộ quần áo có biểu tượng của Đức Quốc xã. Thống đốc Bichalov cho biết là nghi phạm đã đột nhập vào trường, bắn chết một nhân viên bảo vệ, sau đó đã xông vào bên trong ngôi trường. Hiện nay thì vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm trong vụ xả súng. Trong các vụ xả súng rất hiếm khi xảy ra ở nước Nga, lý do là quốc gia này kiểm soát rất chặt chẽ về súng đạn và yêu cầu người dân vượt qua các bài kiểm tra về tâm lý trước khi xin giấy phép săn bắn hoặc là sở hữu súng thể thao. Nước Nga gần đây đã chứng kiến một số vụ nổ súng trong trường học. Sang qua nước Ý, bản tin tiếp nối cho biết là Liên minh Trung hữu của nước Ý giành được thắng lợi lớn trong đợt tổng tuyển cử. Đài phát thanh và truyền hình nhà nước của Ý, RAI của nước Ý cho biết Liên minh Trung hữu có khả năng sẽ giành được 227 ghế trên tổng số là 400 ghế tại Hạ viện và khoảng từ 111 đến 131 ghế trên tổng số 200 ghế tại Thượng viện. Cho dù là Bộ Nội vụ của nước Ý vẫn chưa công bố kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử trong ngày 25 tháng 9, nhưng các kết quả sơ bộ cho thấy là Liên minh Trung hữu bao gồm đảng Anh em Italy của bà Giorgia Meloni, đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và đảng Tiến lên Ý của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi đã giành được chiến thắng quyết định, khiến cho nước Ý sẽ có một chính phủ thiên hữu nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khi tuyên bố chiến thắng, bà Meloni, người có nhiều khả năng sẽ trở thành một nữ thủ tướng đầu tiên của nước Ý kể từ khi quốc gia này thống nhất vào năm 1861, đã thẳng thắn thừa nhận những thách thức nghiêm trọng phía trước. Phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô Rome, bà Meloni nhấn mạnh nếu như được giao nhiệm vụ lãnh đạo đất nước thì Liên minh Trung hữu sẽ nỗ lực vì lợi ích và gắn kết mọi người dân. Các kết quả sơ bộ mới nhất cho thấy là Liên minh Trung hữu có thể giành được 43% số phiếu, có được đa số ghế ở cả Hạ viện và Thượng viện, nhưng không đủ đa số 2/3 để có thể sửa đổi hiến pháp. Bà Meloni đã cam kết ủng hộ chính sách của phương Tây đối với Ukraine và không để xảy ra rủi ro quá mức đối với nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực của đồng Euro. Cuộc bầu cử quốc gia mùa thu đầu tiên của nước Ý trong hơn một thế kỷ đã được kích hoạt bởi một cuộc đấu đá nội bộ của liên minh cầm quyền. Điều này đã khiến cho chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi bị sụp đổ vào tháng 7. Quốc hội mới sẽ thu gọn hơn và sẽ không họp cho đến ngày 13 tháng 10. Tại thời điểm đó thì nguyên thủ quốc gia sẽ triệu tập các nhà lãnh đạo đảng và quyết định về hình thức của chính phủ mới.
Sang qua một quốc gia châu Á, đó là Philippines. Bản tin tiếp nối cho biết là bão Noru đổ bộ gây mưa lớn và làm cho ít nhất là 6 người bị thiệt mạng. Thông tấn xã AFP đưa tin trong ngày 26 tháng 9 cho biết là siêu bão Noru được xếp vào diện siêu bão khi đổ bộ vào tỉnh Quezon, đảo Luzon thuộc miền trung của Philippines, với sức gió là gần 200 cây số giờ vào chiều ngày 25 tháng 9 và sau đó suy yếu khi đi qua tỉnh Aurora và di chuyển qua miền bắc của Philippines, sau đó tiến vào Biển Đông. Theo Trung tâm Cảnh báo Liên hợp của Quân đội Hoa Kỳ, sau khi vào Biển Đông thì siêu bão Noru sẽ có sức gió tối đa là 167 km/h, nhưng được dự báo là có thể sẽ mạnh trở lại. Toàn bộ hai tỉnh miền Bắc Aurora và Nueva Ecija vẫn nằm trong tình trạng bị mất điện. Bộ trưởng Năng lượng của Philippines, ông Rafael Lodila, cho biết là giới chức đã triển khai một phương án khắc phục sớm để có thể cung cấp lại điện cho người dân. Thống đốc của tỉnh Bulacan, ông Daniel Fernando, xác nhận 5 nhân viên của sở quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã bị thiệt mạng khi đi cứu hộ tại khu Barangay Camias, San Miguel. Theo lời của ông Romualdo Andre, là cảnh sát trưởng của khu vực San Miguel, các nhân viên cứu hộ đang di chuyển bằng xuồng qua một dòng nước lũ thì bị một bức tường gần đó đổ sập xuống, đẩy họ ra phía dòng nước chảy xiết, sau đó đã bị cuốn trôi. Một người đàn ông lớn tuổi ở thị trấn Bordios ở đảo Polillo thuộc tỉnh Quezon cũng đã bị thiệt mạng vì lở đất. Một giáo viên 49 tuổi tên là Irvin Kaleya ở thị trấn Budios cho biết gió mạnh đã làm tốc mái nhà một số căn nhà và quật đổ cây to, trong khi đó là nước lũ đã nhấn chìm nhiều khu vực. Một người dân khác tại tỉnh Bulacan là ông Teodi Simbulan đã kêu gọi sự giúp đỡ. Ông Simbulan nói rằng người dân ở nơi đây đang cần được sự hỗ trợ về thực phẩm, nước uống và thuốc men. Giới chức của Philippines cho biết là họ phải đưa đi di tản hơn 17.000 người tại những khu vực có nguy cơ cao ở Quezon tới nơi trú ẩn khẩn cấp. Khu vực đô thị Manila ghi nhận mưa lớn, gió mạnh trong đêm qua. Học sinh và công chức tại thủ đô cùng với lại nhiều khu vực đã được nghỉ trong hôm nay để đề phòng. 5 nhân viên cứu hộ của Philippines bị thiệt mạng vì cơn bão Noru. Và Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh vận chuyển vật tư bằng máy bay và cung cấp thiết bị cần thiết giúp đỡ cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, được khắc phục hậu quả sau cơn bão. Tính cho đến sáng ngày 26 tháng 9, Philippines không ghi nhận mức độ thiệt hại lớn do siêu bão Noru như là lo ngại trước đây. Philippines là một quốc gia với hơn 7.600 hòn đảo, hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi một năm. Sang qua Bangladesh, bản tin tiếp nối cho biết là quốc gia này tìm thấy thêm nhiều người bị thiệt mạng trong vụ lật phà. Trong ngày 26 tháng 9, lực lượng cứu hộ của Bangladesh đã tìm thấy thêm 15 thi thể trong vụ chiếc phà chở hàng chục người hành hương đã bị lật tại miền Bắc vào cuối tuần qua, nâng tổng số người bị thiệt mạng lên tới 40 người, trong khi đó vẫn còn nhiều người bị mất tích. Chiếc phà đã bị lật vào ngày Chủ nhật 25 tháng 9 khi đang trên đường tới đền Bodewari, một ngôi đền Hindu hàng trăm năm tuổi. Tai nạn xảy ra gần thị trấn hẻo lánh Boda và trên phà chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Cảnh sát trưởng của thị trấn Boda, ông Suyoy Kumaroy, đã xác nhận lực lượng cứu hộ và thợ lặn đã tìm thấy 15 thi thể tại hạ nguồn của dòng sông Karatoya, nơi mà con phà bị lật. Theo cảnh sát thì phà này chở khoảng 90 người, trong đó có 50 người đang trên đường hành hương đến với đền Boleswari để dự một lễ hội lớn. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn hiện nay vẫn đang được diễn ra. Theo cảnh sát thì chiếc phà đã chở gấp 3 lần so với sức chứa. Nguyên nhân là vì mưa lớn khiến cho nhiều người đổ xô lên phà để nhanh chóng đến với ngôi đền. Truyền thông của địa phương đưa tin có ít nhất là 10 người đã được giải cứu và được đưa tới bệnh viện. Số người bị mất tích cũng đã giảm xuống sau khi người thân xác nhận là họ đã bơi được vào bờ an toàn. Hàng năm thì hàng ngàn tín đồ thuộc giáo phái Hindu lại đến thăm đền Bodewari. Ngày 25 tháng 9 vừa qua là thời điểm mở màn của lễ hội Hindu mang tên Durga Puja. Đây là một lễ hội lớn nhất tại Bangladesh và miền đông của Ấn Độ, thu hút khách thập phương đổ về nơi đây.
Tiếp nối là bản tin từ Nhật Bản cho biết là quốc gia này đang siết chặt an ninh trước quốc tang của cố thủ tướng Shinzo Abe. Nhật Bản đã lên một kế hoạch an ninh chặt chẽ ở Tokyo để chuẩn bị cho lễ quốc tang của cố thủ tướng Shinzo Abe vào ngày 27 tháng 9 với rất nhiều viên chức nước ngoài đến tham dự. Lễ quốc tang sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ trưa ngày 27 tháng 9 và dự kiến là sẽ chi ra khoảng 1.66 tỷ yen, phần lớn là cho an ninh và tiếp khách ngoại quốc. Áp lực của cảnh sát Nhật Bản là khá lớn, nhất là khi ông Abe đã bị ám sát trong tháng 7 tại một địa điểm có nhiều lớp an ninh bảo vệ. Người dân có thể tới công viên gần nhà thi đấu Nippon Budokan, nơi tổ chức quốc tang để dâng hoa tưởng niệm. Người tới dâng hoa sẽ bị kiểm tra hành lý và tất cả các giao thông xung quanh địa điểm này cũng sẽ bị hạn chế. Trong ngày 27 tháng 9, sở cảnh sát của Tokyo sẽ áp đặt các biện pháp an ninh cao cấp nhất, tương đương với lúc tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo vào năm ngoái, cũng như là lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito vào năm 2019. Chánh văn phòng nội các của Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno, cho biết rằng có khoảng 3.600 quan khách ở trong nước và hơn 700 quan khách đến từ 217 quốc gia trên thế giới và đại diện cho các tổ chức quốc tế. Cảnh sát sẽ yêu cầu tất cả các quan khách đến dự lễ phải đeo khẩu trang và khử khuẩn để phòng ngừa COVID-19. Cảnh sát sẽ được bố trí dọc theo các con phố, nhà ga và các địa điểm đông người tụ tập, đồng thời thu thập thông tin để đề phòng tấn công khủng bố. Một số đoạn đường cao tốc ở thủ đô và một số tuyến đường khác trong nội thành sẽ bị cấm để tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn khách quốc tế di chuyển. Số cảnh sát được huy động cho buổi lễ vượt quá con số là 18.000 cảnh sát viên.